Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình hôm nay. Hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một mẫu máy bay mới, đó là mẫu máy bay hình Batman các bạn nhé. Đây là một nhân vật mà mình rất là yêu quý, chính vì vậy là mình quyết định nghiên cứu làm sao để chuyển thể những chiếc máy bay của mình thành nhân vật Batman. Chính vì vậy ngày hôm nay mình đã cho ra một cái mẫu phiên bản máy bay Boomerang Batman các bạn nhé. Các bạn có thể chơi theo hai hình thức. Đó là chúng ta phi theo cách thông thường. Đây là một mẫu bay rất là xa, bay rất là tốt.
Thank you.